Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mô hình WWW The Mist BattleBack 67. Mô hình này mình đã quy hoạch và đã trưng bày trong tủ kiến. Hôm nay mình mới có dịp giới thiệu đến tất cả các bạn mô hình WWW The Mist BattleBack 67. Mình giới thiệu đến các bạn gồm có mô hình The Mist không đi kèm phụ kiện. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu chi tiết mô hình nhé. The Mist là một trong những WWE Superstar rất được các fan hâm mộ yêu mến, và The Mist thì là một lần WWE Champion, 8 lần WWE Intercontinental Champion, 2 lần WWE United States Champion, 1 lần chiến thắng trận đấu tan tranh bản hợp đồng Raw Money in the Bank ở sự kiện WWE Money in the Bank vào năm 2010, 1 lần chiến thắng trận đấu tranh bản hợp đồng Money in the Bank ở sự kiện WWE Hell in the Cell năm 2020, một lần chiến thắng giải đấu Miss Match Challenge Season 1 cùng với đồng đội của mình là Asuka, một lần đạt được giải thưởng danh giá Slammy Award Tag Team of the Year vào năm 2008 cùng với đồng đội của mình là John Morrison và nhiều danh hiệu khác. Và The Miz cũng là một trong những WWE Superstars Grand Slam Champions, một thành tích rất ấn tượng của The Awesome One, The Miz. Mô hình WWE The Miz BattleBack 67 được thực hiện dựa trên trang phục của The Miz thi đấu ở sự kiện WWE Super Showdown năm 2020 trở lại với mô hình. Mô hình The Mist được thiết kế với ngoại hình rất đẹp. Chúng ta có thể thấy ngoại hình của The Mist được thiết kế rất đẹp ở mặt trước và mặt sau được thiết kế rất chi tiết. Mô hình The Mist được thiết kế với khuôn mặt người tươi, thể hiện sự vui vẻ của The Mist, rất đẹp, chi tiết và rất đúng biểu cảm của The Mist. Với mái tóc được thiết kế cắt ngắn và được chải gọn gàng với tông màu nâu, mái tóc được thiết kế rất chi tiết và đặc trưng của The Mist đẹp bạn. Và đây, mái tóc của The Mist được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Kèm theo đó là có thiết kế bộ râu quanh nón được thiết kế với tông màu nâu rất chi tiết để các bạn. Và phần răng của The Mist cũng được thiết kế rất đẹp để các bạn. Head scan rất đẹp của The Mist, và đây cũng là new head scan của The Mist. Trang phục của The Mist được thiết kế với tông màu đen, màu tím và màu bạc làm chủ đạo, với băng cổ tay bên trái để các bạn. Và đây, và bên phải được thiết kế với tông màu đen để các bạn. Hai bàn tay của The Mist, bàn tay bên trái được thiết kế là kiểu dáng bàn tay nắm lại để các bạn. Và bàn tay bên phải được thiết kế là kiểu dáng bàn tay mở với biên độ hẹp để các bạn. Quần của The Mist ở mặt trước được thiết kế với tông màu đen và có thiết kế các chi tiết nội với tông màu đen để các bạn. Kèm theo đó là có thiết kế biểu tượng đặc trưng của The Mist được thiết kế với tông màu bạc, và phần lượng viền được thiết kế với tông màu tím để các bạn. Được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Mặt sau quần của The Mist được thiết kế với tông màu đen và có thiết kế các chi tiết nội với tông màu đen để các bạn. Và đây, kèm theo đó là có thiết kế một biểu tượng đặc trưng khác của The Mist được thiết kế với tông màu bạc và màu tím. Phần đường viền ngoài được thiết kế với tông màu tím để các bạn, rất chi tiết. Quần của The Mist được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Hai bàn chân của The Mist được thiết kế là kiểu dáng bàn chân dài và được thiết kế với tông màu đen để các bạn. Và đây rất chi tiết. Giày của The Mist được thiết kế với tông màu đen để các bạn. Và đây, phần bảo vệ chân được thiết kế với tông màu đen, và phần đường viền của phần bảo vệ chân được thiết kế với tông màu bạc, phần màu đen để các bạn. Và đây, kèm theo đó là có thiết kế dòng chữ Money được thiết kế với tông màu bạc ở dài bên phải,
và ở dài bên trái, phần bảo vệ chân được thiết kế với tông màu đen. Phần đường viền được thiết kế với tông màu bạc, màu đen. Kèm theo đó là có thiết kế dòng chữ Maker được thiết kế với tông màu bạc các bạn. Rất đẹp và chi tiết. Đế dài được thiết kế với tông màu đen các bạn. Và đây, mặt sau dài của The Beat có thiết kế họa tiết với tông màu bạc các bạn. Và đây, rất đẹp. Giày của Lemis được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Và đây là mặt sau của mô hình. Về phần khớp của mô hình, trước tiên chúng ta có khớp đầu. Khớp đầu chúng ta có thể xoay phải, xoay trái, lên xuống rất là dễ dàng. Khớp tay chúng ta có thể dang ngang. Để xuống, để xuống, để lên, để lên, xoay, xoay. Khuỷu tay chúng ta có thể xoay được. Bàn tay chúng ta có thể xoay được. Khớp hông chúng ta có thể xoay được. Khớp chân chúng ta có thể để lên phía trước. Để lên phía trước. Để xuống, để xuống. Để ra phía sau. Để ra phía sau. Để xuống, để xuống. Khớp gối chúng ta có thể bẻ cong lại. Vì hai bàn chân của The Beast được thiết kế là kiểu dáng bàn chân dài nên việc co lại khớp gối sẽ bị giới hạn. Hai bàn chân dài này chúng ta có thể tháo rời ra được. Và khi chúng ta đã tháo rời hai bàn chân dài này ra rồi thì việc co lại khớp gối sẽ rất dễ dàng và linh hoạt. Bàn chân chúng ta có thể xoay được. The Beast là một trong những WWE Superstar mà mình rất yêu thích. Một mẫu hình rất đẹp của The Awesome One, The Beast. Như vậy là mình đã giới thiệu xong về mô hình WWE The Miz Battleback 67. Mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.